tư vào hạ tầng dữ liệu. Phát biểu tại diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ngày mùng 9 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết thành phố đang ứng dụng công nghệ trong 17 chương trình ở hầu hết các lĩnh vực lớn. Theo ông Nguyễn Đức Trung, để đẩy nhanh việc số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, Hà Nội đã chuyển đổi việc đầu tư công sang thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Tính đến nay, Hà Nội đã có 905 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 142 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 bên cạnh đó thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng này nhằm tạo ra hệ sinh thái công nghệ ứng dụng công nghệ cần có chính sách thiết thực về tài chính để giúp các doanh nghiệp địa phương ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển thành phố thông minh thành phố sẽ cải cách làm thông thoáng cơ chế trở thành một trong những thành phố đầu tiên có cơ chế mở cho doanh nghiệp phát triển ông trung khẳng định ngoài ra thành phố sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển chủ động ra soát bãi bỏ những cái không cần thiết bổ sung cái mới đồng thời kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chủ tịch Hà Nội cũng mong muốn chính phủ có cơ chế, chính sách để hỗ trợ các địa phương, thí điểm cơ chế đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng, công bố các tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu tại các địa phương.